Xin chào các bạn, trong podcast kỳ này mình sẽ chia sẻ cách mình kiếm công việc văn phòng, lương khá tốt ở bên Úc, dù mình không có bằng cấp hay mối quan hệ khi mình mới qua đây. Ban đầu thì mọi thứ cũng khá là vất vả, mình cũng từng phải đi làm pha chế, phục vụ và làm trong bếp để có tiền trang trải cuộc sống. Sau một tháng thì mình đã được nhận làm admin và marketing cho một công ty làm đẹp ở bên này. Trong podcast này thì mình sẽ chia sẻ cách mình tìm công việc văn phòng như thế nào. Hy vọng có thể giúp được bạn có thêm nhiều lựa chọn công việc và tìm được công việc bạn yêu thích. Nếu các bạn thấy podcast này hữu ích thì hãy bấm like và subscribe để lan tỏa đến những bạn sắp qua Úc và không bỏ lỡ nhiều video thú vị của mình nha. Và mỗi like của các bạn có ý nghĩa rất lớn đối với mình đó. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, để tìm việc, các bạn hãy lên những trang web như là Seek, Indeed, Gumtree hay các hội nhóm Facebook. Và công việc các bạn có thể tìm kiếm ví dụ như là admin hay là office assistant, trợ lý cho văn phòng. Với những bạn đi visa 462 thì mình khuyên nên làm công việc được gia hạn trước, bởi vì việc văn phòng sẽ không được gia hạn visa. Và khi các bạn đã gia hạn visa rồi thì thời gian ở Úc các bạn lâu hơn, dễ thể hiện cho nhà tuyển dụng thấy là bạn có thể là gắn bó với công ty được lâu hơn. Và hiện visa 462 đang có thuận lợi là họ đã bỏ quy định chỉ được làm 6 tháng cho một chủ. Và quy định này kéo dài tới cuối năm 2022 và sau đó thì sẽ có cập nhật mới. Thì mình hy vọng sau đó thì họ vẫn cho thời gian làm dài hơn. Như vậy sẽ giúp các bạn visa 462 dễ kiếm việc. Và khi nhà tuyển dụng hỏi về visa của các bạn thì các bạn cứ nói là các bạn có quyền làm việc hợp pháp ở Úc và không có bị giới hạn về giờ làm. Nhiều bạn nghĩ bằng cấp ở Việt Nam không được công nhận ở Úc nên không để vào CV, nhưng mà cứ để vào nha các bạn. Người ta tuyển bạn bởi vì khả năng thật sự của bạn là bạn làm được công việc chứ không phải riêng gì tấm bằng. Thì do đó đây là cách để gây ấn tượng mạnh, để nhà tuyển dụng muốn tìm hiểu bạn thêm thì khi họ liên hệ với bạn thì bạn mới có cơ hội để thể hiện khả năng được. Thì do đó cứ để bằng cấp của bạn vào CV nha. Trong CV, bạn sẽ nhấn mạnh về những kỹ năng làm việc văn phòng như là sử dụng Word, Excel, Outlook. Và phần mềm kế toán thì bên này họ hay dùng là Xero. Còn trong nhà hàng khách sạn thì họ sẽ dùng là Opera để quản lý. Các bạn có thể lên mạng để xem trước những phần mềm này cách dùng như thế nào, để khi phỏng vấn nếu mà người ta có hỏi thì bạn cũng có thể là trả lời được. Tiếng Anh cũng là một yếu tố rất quan trọng nữa. Tuy nhiên tiếng Anh của mình cũng không phải là giỏi lắm đâu. Do đó đây là mẹo để các bạn vượt qua vòng phỏng vấn ha. Thì người ta sẽ hỏi những câu như là giới thiệu về bản thân nè, kinh nghiệm, rồi tại sao bạn muốn làm ở vị trí này, bạn đã tìm hiểu gì về công ty chưa, visa của bạn có bị giới hạn về giờ làm việc hay không. Bạn hãy suy nghĩ những câu mà nhà tuyển dụng có thể hỏi trong buổi phỏng vấn và chuẩn bị câu trả lời bằng tiếng Anh, rồi sau đó là luyện tập cách trả lời, nói đi nói lại để có thể là phát âm một cách mượt mà, trơn tru hơn. Không có cần phải nói y chang như người bản xứ đâu, nhưng mà ít nhất là phải rõ ràng và dễ hiểu. Mình dùng app Elsa để chỉnh phát âm và họ có mục để luyện tiếng Anh phỏng vấn nữa. Như vậy bạn vừa được chỉnh cách phát âm cho đúng, vừa được gợi ý câu trả lời hay gặp trong buổi phỏng vấn. Hoàn toàn miễn phí nha. Nếu bạn muốn mua để sử dụng được nhiều chức năng hơn thì có thể dùng link dưới phần mô tả của mình để được giảm giá 30%. Nhanh tay lên nha các bạn, link này sẽ đóng lại khi đủ số lượng đăng ký. Khi viết email thì mình sử dụng phần mềm Quillbot để chỉnh lại chính tả, ngữ pháp và gợi ý cách viết tự nhiên hơn. Đây cũng là một trang web hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Nếu trong quá trình làm việc có gì bạn chưa hiểu rõ ý sếp thì hãy hỏi lại, không nên tự suy diễn nha. Cứ nói thẳng là tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ, do đó bạn muốn hỏi để có thể hiểu đúng và làm việc tốt hơn. Và cuối cùng, các bạn hãy cố gắng và kiên trì tìm công việc. Thì sau một thời gian làm việc ở Úc thì mình nhận thấy là các bạn Việt Nam rất là giỏi. Học ở Việt Nam không có thua kém gì với lại các bạn học ở bên này hết. Có thể ban đầu bạn sẽ gặp khó khăn vì ngôn ngữ nè, chưa quen được văn hóa nên chưa hòa nhập được. Nhưng mà mình tin bạn sẽ làm được. Mình đã làm được, bạn còn sẽ làm tốt hơn mình nữa. Lúc mới qua thì mình cũng làm những công việc như là phục vụ rồi làm trong bếp để có tiền trang trải cuộc sống. Và khi mà mình tìm công việc văn phòng thì mình cũng bị từ chối ở rất nhiều chỗ. Và những lời phán xét cũng rất là cay nghiệt, như là không ai thèm tuyển một đứa Việt Nam mới qua đâu. Và một số chỗ họ còn kỳ thị bởi vì mình là người châu Á và mình là con gái nữa. Có lúc mình cũng thấy tủi thân và không biết là có làm được hay không. Nhưng rồi mình đã tìm được công việc văn phòng, được làm công việc mình yêu thích và thu nhập đủ để trang trải cuộc sống và phụ giúp gia đình nữa.
Giả sử bạn có đang làm công việc tay chân nào đó và phải chịu nhiều lời phán xét thì cũng đừng vì vậy mà nản chí hay buồn lòng. Bạn bỏ công sức ra để làm việc, lao động chân chính nào cũng là đáng quý hết. Có một người anh của mình thì cũng từng đi rửa chén và chạy bàn nhiều năm ở Úc, và sau này anh đó thành founder của một trung tâm tiếng Anh có tiếng ở bên này. Cố gắng chịu khó lúc ban đầu thì sau đó bạn sẽ đạt được ước mơ của mình. Những người chỉ trích bạn thì họ mãi ở đó và chỉ trích thôi. Hy vọng chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình tìm việc. Nếu bạn thích nghe về chủ đề gì hay có thắc mắc gì về cuộc sống và làm visa ở Úc thì hãy comment cho mình biết nha. Hẹn gặp các bạn trong video sau.